thể kháng nhân ha, và cái bổ thể để người ta coi thử có cái bệnh lý lupus cũng như là những cái bệnh lý khác hay không nha. Ngoài ra còn nhiều cái xét nghiệm khác nữa mà anh chị, rồi để tầm soát để người ta tìm có thể có nhiễm trùng hay không á, thì mấy anh chị thấy á, họ cái đối với cái nhóm nhiễm trùng thì hay gặp là cái hậu nhiễm liên cầu nha. Hậu nhiễm liên cầu thì đối với cái hậu nhiễm liên cầu người ta sẽ đi làm cái ASO ha, ASO để người ta coi có cái chỉ số này nó có tăng hay không, để coi có hậu nhiễm liên cầu hay không, có dương tính hay không, để coi có nhiễm liên cầu hay không ha. Rồi ngoài ra thì mình có thể gặp cái viêm gan siêu vi B, C, HIV ha. Thì mình sẽ đi làm các cái xét nghiệm của những cái nguyên nhân đó như là HBsAg, anti-HCV là của cái viêm gan siêu vi C nha mấy anh chị. Hay là cái anti-HIV ha. Rồi nếu mình nghi ngờ ung thư đặc biệt trên những cái đối tượng mà lớn tuổi á, ha, lớn tuổi có những cái nguy cơ á, thì mình sẽ đi tầm soát ung thư ha. Mình nghi ngờ ung thư gì thì mình sẽ tầm soát cái ung thư đó nha. Rồi nếu như mình đã loại trừ được các cái nguyên nhân là do trong nhóm thứ phát rồi mấy anh chị, thì mình sẽ nghĩ là cái này có thể là do nhóm nguyên phát ha. Thì mình cái siêu siêu âm thận này thì hầu hết là người ta sẽ làm cho mấy anh chị nha, để người ta coi có ứ nước hay không, có bị cái tổn thương thực thể này hay không ha. Rồi khi mà mình đã loại trừ các cái nguyên nhân thứ phát rồi thì mình sẽ nghĩ là do nguyên phát, thì lúc này mình sẽ đi xin thiết thận ha. Mình sẽ đi xin thiết thận để mình khảo sát thử cái nhóm nguyên nhân nguyên phát đó, nó là do cái sang thương nào nó gây ra. Rồi về các cái biến chứng của hội chứng thận hư thì người ta chia làm hai nhóm biến chứng, đó là biến chứng cấp và biến chứng mạn. Thì ở đây biến chứng cấp mình sẽ thấy là cái bệnh này khi nó diễn tiến nó là một cái bệnh lý ở thận, đặc biệt là cái cầu thận, thì nó có thể gây ra tình trạng là suy thận cấp nha. Suy thận cấp ha. Thì đối với cấp đó, thì có thể gây suy thận cấp đó chị. Thì cái suy thận cấp này nó có nhiều nguyên nhân, trong đó cái nguyên nhân một cái nguyên nhân nữa là do là thoát nước ra khỏi lòng mạch, nó làm cho giảm tưới máu thận thì nó dễ vô suy thận cấp ha. Ngoài ra thì khi mà nó giảm cái thể tích giảm thể tuần hoàn nhiều quá thì nó có thể vô sốc và trụy mạch luôn ha. Rồi cái biến chứng thứ hai đó là cái tắc mạch nha. Cái tắc mạch thì má anh chị thấy là trong cái cơ chế bệnh của hội chứng thận hư á, nó sẽ làm là thoát các cái huyết tương thì nó làm cho cô đặc máu hơn ha. Thì nó sẽ làm tăng cái độ nhớt của máu thì nó dễ tạo ra các cái huyết khối ha. Cái thứ hai nữa là khi nó thoát các protein ra nước tiểu rồi thì trong đó có những cái protein mà nó ức chế cái hiện tượng đông máu, thì khi nó mất các protein này rồi thì nó sẽ tăng cái nguy cơ đông máu ha, thì nó dễ tắc mạch. Rồi tắc mạch này thì nó sẽ làm tắc, thường là nó tắc các cái động mạch hoặc các cái tĩnh mạch đó mấy anh chị. Vậy thì khi mà tắc cái mạch máu này rồi, nó tắc ở cái cơ quan nào thì nó sẽ gây cái triệu chứng ở cơ quan đó ha. Ví dụ như nó tắc các cái mạch máu não thì nó sẽ gây ra các cái triệu chứng thần kinh như là nhức đầu, lơ mơ, hôn mê, yếu liệt gì đó ha. Rồi nếu mà nó tắc các cái mạch máu ở hệ hô hấp á, ở phổi á, thì nó sẽ gây ra tình trạng khó thở ha. Nếu mà nó tắc các cái mạch máu mạch vành ở tim á, thì nó sẽ gây ra các cái bệnh cảnh như là nhồi máu cơ tim, như là đau thắt ngực ha. Nếu mà nó tắc các cái mạch máu ở tiêu hệ tiêu hóa thì nó sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa như là tiêu chảy, táo bón gì đó ha. Và thường bệnh nhân họ sẽ có thêm cái triệu chứng là đau đau bụng. Rồi một cái nơi nữa đó là các cái chi ha, đặc biệt là chi dưới nó dễ tắc mạch đó, thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng là đau cách hồi ha, đau cách hồi hoặc là nó phù cái chân nó ha, nó phù kiểu là phù ứ động ứ máu lại ở các cái tĩnh mạch đó mấy anh chị. Rồi ngoài ra thì cái hiện tượng mà thoát các protein trong máu thì nó sẽ gây ra, thì nó cũng làm thoát luôn các cái kháng thể trong máu, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng của những cái bệnh nhân mà hội chứng thận hư ha. Thì nó sẽ làm cho bệnh nhân nó hỏi bị dễ rơi vô cái biến chứng nhiễm trùng. Thì ở đây cái biến chứng nhiễm trùng đó, nó có thể gặp ở nhiều cái cơ quan nha, có thể là phổi, có thể là da, có thể là cái phúc mạc ha. Thì ở đây mấy chị thấy là có cái nguyên nhân gây ra cái này có thể là do bội nhiễm một cái con vi trùng nào đó, hay là bội nhiễm một cái siêu vi nào đó. Thì ở đây á, mấy chị thấy là cái nơi mà cái người bệnh hay gặp có thể là viêm mô tế bào ở trên da á. Thì đối với người bình thường ít gặp cái viêm mô tế bào lắm mấy chị, nhưng mà những cái người này họ bị cái hệ miễn dịch của họ giảm ha, họ tăng nguy cơ nhiễm trùng, thì có thể là bị những cái viêm da nó lan rộng, nó gây ra viêm viêm mô tế bào ha. Hay là những cái người bệnh họ có bán bụng nha, họ có bán bụng thì cũng tăng cái nguy cơ là viêm phúc mạc nguyên phát ha. Có nghĩa là cái một cái tác nhân vi trùng nào đó nó đi vô trong cái dịch ở trong màng bụng á, và nó gây ra cái viêm phúc mạc nguyên phát ha, hoặc là viêm phổi nha mấy anh chị.
Rồi về cái nhóm biến chứng mạn á thì người ta sẽ chia theo các cơ quan ha. Như là đối với tim mạch thì có thể là tăng huyết áp ha, gây tăng huyết áp, gây xơ vữa động mạch. Thì cái tăng huyết áp xơ vữa động mạch đây là do các cái, do tăng lipid máu á mấy anh chị, và nó ứ động các hạt chất béo, các hạt lipid ở các cái thành mạch ha, thì nó tăng nguy cơ bị. Rồi khi cái bệnh hội chứng thận hư này nó diễn tiến, có thể là mấy chị thấy là đối với những người mà hội chứng thận hư á thường nó sẽ tái phát nha, thường nó sẽ tái phát, có nghĩa là mình điều trị cho họ có thể là hết rồi ha, hết rồi người đó về lại các cái xét nghiệm nó hoàn toàn bình thường luôn, các cái triệu chứng nó hết luôn, tuy nhiên là nó dễ tái phát ha, và khi nó tái phát càng nhiều lần á thì nó càng dẫn tới tổn thương cái nó làm cho cái tổn thương thận nó càng nặng và nó có thể làm suy thận mạc ha, nó làm suy thận mạc. Hoặc là hội chứng thận hư tuy là lần đầu nhưng mà rơi vô những cái sang thương nặng á mấy anh chị thì cũng có thể dẫn tới suy thận mạc ha. Rồi ngoài ra thì do thoát các cái protein qua nước tiểu nên là cái người đó họ dễ có suy dinh dưỡng ha. Rồi do rối loạn các cái ion cũng như là các cái ion trong máu á, thì nó dễ dẫn tới cái tình trạng là giảm canxi máu hay là giảm cái lượng sắt vào trong máu á, thì nó gây ra tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Thì ở đây là một cái biến chứng viêm mô tế bào rồi mấy chị. Đây là một cái biến chứng viêm mô tế bào hả? Thì nó là những cái viêm của cái da và nó lan rộng xuống cái vùng mô dưới da luôn, ha, nó và nó lan rộng ra, ha. Thì cái bệnh nhân họ sẽ bị phù cái vùng đó nha, nó sưng đó mấy chị, nó sưng nha, và nó khác với cái phù của thận, ha, là ở đây nó sẽ sưng, nó đỏ và nó nóng, ha, mình sờ thì nó nóng và bệnh nhân họ sẽ đau, nha, họ sẽ đau. Thì mấy chị thấy nè, ở đây người ta ấn vô, ha, người ta ấn vô ở trước cái xương chày nè. Thường người ta khám phù người ta sẽ ấn vô trước xương chày thì thấy nó lõm xuống ha, thì thực tế ở đây cái bệnh nhân này họ là đang hội chứng thận hư và họ bị phù do cái hội chứng thận hư luôn mấy anh chị, thì phù do hội chứng thận hư mình ấn vô nó sẽ lõm nha, còn đối với cái sưng của cái viêm mô tế bào ấn nó không có lõm, tuy nhiên là ở đây vừa phù của hội chứng thận hư ha, và vừa có phù sưng của cái viêm mô tế bào nha, ở chỗ đây là viêm mô tế bào mấy anh chị. Thì cái viêm mô tế bào này trên cái cơ địa là cái người này họ dễ nhiễm trùng thì nó sẽ lan rất là nhanh nha. Thì cái viêm mô tế bào này mấy anh chị cũng gặp trong những cái người mà họ bị suy giảm miễn dịch nữa, ví dụ như đái tháo đường ha. Rồi cái nguyên nhân, cái tác nhân mà gây ra cái này thường là do cái con tụ cầu và cái con liên cầu mấy anh chị. Tụ cầu và liên cầu ha. Thì những cái con này khi nó gây ra cái viêm mô tế bào này thì độc lực của nó rất là mạnh nha. Nó gây ra tình trạng nhiễm trùng rất là dữ ha. Rồi cái biến chứng nữa đó là cái nhiễm trùng dịch bán hay còn gọi là viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát đó mấy anh chị. À, thì bệnh nhân họ phải có cái một cái bụng, một cái khoang phúc mạc chứa dịch nha. Thì có thể là họ bán bụng lượng lượng ít thôi mấy anh chị. Có nghĩa là mình khám mình không thấy cái gì hết, tuy nhiên mình siêu âm bụng mình sẽ thấy có dịch ở trong bụng ha. Hoặc là họ bán bụng lượng nhiều thì mình sẽ khám thấy ha. Thì nếu mà bán bụng bình thường thôi mấy anh chị, có nghĩa là thoát dịch vô trong cái khoang phúc mạc thôi á, thì người bệnh họ chỉ thấy căng thôi, căng bụng thôi, và nếu nhiều quá thì họ thấy khó thở nha, nó chèn ép lên cái khoang ngực của họ thì họ thấy khó thở thôi ha. Tại vì mấy anh chị biết là cái cơ hoành của mình nó tham gia vào cái động tác hít thở, thì bây giờ bán bụng mà lượng nhiều quá cái bụng nó căng to thì cơ hoành nó di động nó sẽ kém, thì thành thử người bệnh họ sẽ hơi khó thở ha. Vậy thì bình thường đó mấy anh chị, đối với các bé bụng này người bệnh họ chỉ thấy căng căng tức tức thôi ha, nhưng mà nếu một ngày nào đó người bệnh họ thấy đau bụng, đặc biệt là đau khắp bụng luôn nha, và có thể có sốt ha, có thể là tiêu chảy táo bón hoặc là có nôn ói đi kèm á, thì mình phải nghi ngờ là coi chừng nó nhiễm trùng cái dịch bán ở trong cái bụng của họ rồi ha. Thì thường nhiễm trùng dịch bán này thì mình nghi ngờ thì mình sẽ lấy cái dịch bán đó mình đi xét nghiệm anh chị, và cái con mình hay gặp á, là cái con phế cầu hay là cái con tụ cầu, và cũng có thể là những cái con vi khuẩn gram âm đường ruột ha. Thì cái này nói qua cho mấy anh chị biết thôi nha. Rồi cái này là cái tình trạng tắc mạch anh chị, cái biến chứng tắc mạch ha. Thì tắc mạch á đối với vùng chi thì nó hay tắc ở các cái tĩnh mạch nha, các cái tĩnh mạch, thì mấy anh chị thấy là khi tắc các cái tĩnh mạch á thì nó sẽ làm cho cái chân bệnh nhân nó sưng lên, nó phù lên ha. Tại vì tĩnh mạch nó sẽ giúp cho hồi lưu máu về lại tim nha. Thì bây giờ nó tắc rồi, có nghĩa là máu nó đi theo động mạch nó xuống cái chi của mình rồi, nhưng mà nó không về lại tim được nữa ha, thì nó sẽ ứ động lại ở cái phần xa của chi. Thì nó làm cho cái chân của bệnh nhân nó sẽ phù lên. Khi nó càng ứ động thì nó sẽ càng thoát thoát mạch ra, nó làm phù lên ha. Thì mình chỉ thấy là đối với cái phù của hội chứng thận hư á, nó sẽ là phù đối xứng hai bên, có nghĩa là hai cái chân nó phải phù như nhau.
nha. Nhưng nếu một ngày nào đó mấy chị khám cái người mà hội chứng loạn cơ, mấy chị thấy là một cái chân nó phù hơn một cái chân còn lại á, thì coi chừng nó rơi vào cái biến chứng tắc mạch ha. Rồi cái biến chứng này là do cái mạch máu nó không có hồi lưu lại được về các theo các cái tĩnh mạch hồi lưu lại được á, thì khi nó ứ động ở cái tĩnh mạch xa á, thì khi máu mà ứ động lâu á mấy chị, thì nó sẽ dễ gây ra các huyết khối nha. Và nếu mà một ngày nào đó cái huyết khối nè và nó đi lên được phía trên thì nó có thể làm tắc các cái mạch máu phía trên nữa ha. Nó đi về tim thì nó có thể là lên phổi, nó làm thuyên tắc phổi ha, hay là tắc các cái tĩnh mạch phía trên nữa nha. Rồi ở đây là một cái biến chứng là thuyên tắc cái tĩnh mạch thận mấy anh chị, thuyên tắc cái tĩnh mạch thận ha, thì nó cũng do cái tình trạng tăng đông mấy anh chị mà nó tắc cái tĩnh mạch thận nha. Thì lúc đó máu tới thận xong nó về lại, nó hồi lưu lại không được ha, thì nó sẽ gây tổn thương thận, nó ứ máu lại ở thận, nó gây tổn thương thận, làm suy giảm chức năng thận và có thể làm suy thận ha. Rồi cái này là thuyên tắc phổi mấy anh chị, cái này là thuyên tắc phổi, nó gây ra cái tổn thương, cái này là thuyên tắc phổi của cái nhánh ở đáy phổi ha, thì nó gây ra cái tổn thương trên phổi như này. Ngoài ra cái tổn thương này thực tế á, trên X quang á, thì mình nhìn vô dày mình không có chẩn đoán được là do thuyên tắc phổi mấy anh chị, mình phải dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng nữa. Rồi cái hình ảnh này là trên CT thôi mấy anh chị, thì thêm vào thôi ha. Rồi về tiên lượng của cái bệnh hội chứng thận hư này, thì cái bệnh này sẽ tiên lượng phụ thuộc vào cái nguyên nhân gây ra nó hay các cái sang thương mà gây ra nó. Vậy thì nếu đối với cái hội chứng thận hư mà thứ phát á, thì mình sẽ tiên lượng dựa vào cái nguyên nhân gây ra hội chứng thận hư này. Còn nếu không phải thứ phát, nó rơi vô cái nguyên nhân nguyên phát á, thì mình sẽ khảo sát mô học, mình sinh thiết, mình coi thử cái sang thương là cái gì, và tùy vào cái sang thương mà nó sẽ có cái tiên lượng khác nhau nha. Cái này thì hơi sâu. Rồi ngoài ra người ta cũng tiên lượng dựa vào cái mức độ tiểu đạm và huyết áp và chức năng thận. Thì tiểu đạm thì nó sẽ có trong cái hội chứng thận hư rồi mấy anh chị ha. Tuy nhiên nếu mà có tăng huyết áp và suy giảm chức năng thận á, thì cái tiên lượng nó sẽ xấu hơn nha. Rồi nó cũng tùy thuộc vào các cái biến chứng của bệnh nhân ha. Nếu mà có những cái biến chứng thì tiên lượng nó sẽ xấu hơn. Tiên lượng là mình dự đoán cái bệnh này nó sẽ diễn tiến như thế nào mấy anh chị, diễn tiến nó tốt lên, nó hết bệnh, hay là nó trở nặng, hay là nó xấu hơn, hay là nó làm tổn thương suy thận luôn ha, thì đó là cái tiên lượng nha. Hay là khi mình điều trị thì nếu mà nó xuất hiện cái tác dụng phụ đó, thì mình tiên lượng nó xấu hơn ha. Tiên lượng là cái bệnh nhân này họ có thể kháng thuốc nha. Rồi về điều trị thì đối với cái nguyên tắc điều trị của bệnh lý này thì mình sẽ điều trị cái nguyên nhân nếu đó là cái hội chứng thận hư thứ phát ha. Thì nếu mà má anh chị chẩn đoán cái bệnh nhân họ là hội chứng thận hư thứ phát á, thì mình sẽ đi điều trị cái nguyên nhân, thì cái hội chứng thận hư này nó sẽ thoái lui theo cái nguyên nhân đó nha. Hoặc là nếu mình có thể kết hợp thêm điều trị cả nguyên nhân, cả cái hội chứng thận hư ha. Rồi còn đối với cái hội chứng thận hư nguyên phát á anh chị, thì mình không biết cái nguyên nhân là gì, thành thử là mình sẽ đi điều trị đặc hiệu với cái hội chứng thận hư đó nha. Thì điều trị đặc hiệu ở đây thì thường người ta sử dụng cái corticoid với anh chị, thì thường ban đầu người ta sẽ sử dụng corticoid, đặc biệt là với cái hội chứng thận hư nguyên phát mà sang thương tối thiểu ha. Rồi đối với một số cái nguyên nhân khác, các sang thương khác, hoặc là khi mà đã kháng với corticoid rồi á, hay kháng hoặc là phụ thuộc corticoid á, thì người ta có thể kết hợp thêm các cái thuốc ức chế miễn dịch ha. Rồi ngoài ra thì người ta phải đi điều trị các cái triệu chứng mà mấy anh chị, tại vì ở đây bệnh nhân họ sẽ phù rất là nhiều, nó có thể là gây ra khó khăn trong sinh hoạt, cũng như là khi phù nặng, phù nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Ngoài phù thì người ta cũng có bán bụng nè, có thể là tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, thì đó là những cái triệu chứng thì mình phải đi điều trị cho bệnh nhân nha. Thì đối với cái phù á, thì mình sẽ cho bệnh nhân họ ăn, thay đổi cái chế độ ăn bằng cách là giảm muối đi ha, tại vì phù này nó là do cái cơ chế là giữ muối nước trong cơ thể, thì mình khuyên bệnh nhân là phải ăn chế độ ăn là giảm muối đi nha. Giảm muối, và mình kết hợp thêm cho bệnh nhân họ sử dụng các thuốc lợi tiểu để thải bớt nước ra. Rồi nếu như là bệnh nhân họ bị giảm cái albumin máu quá nhiều á, thì ở hội chứng thận hư mình chỉ thấy là albumin máu nó sẽ giảm, tuy nhiên nó không phải cứ giảm là mình sẽ truyền albumin ha. Thì mình sẽ, nếu mà giảm ở mức độ vừa phải á, thì mình sẽ khuyên bệnh nhân họ ăn thêm trong chế độ ăn của họ, tăng cái lượng đạm lên. Rồi trong trường hợp mà albumin nó giảm quá thấp thì mình không thể chờ đợi cái lượng đạm từ cái chế độ ăn được ha, mà mình sẽ truyền albumin cho bệnh nhân, thì nó có những cái chỉ định cụ thể ha. Rồi ngoài ra nếu bệnh nhân họ có tăng huyết áp thì mình sẽ điều trị, mình sẽ dùng các cái thuốc hạ áp và mình kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân trong cái thời điểm
mà mình đang điều trị cái hội chứng thận hư này nha. Thì đôi khi cái hội chứng thận hư á, mình điều trị hết thì huyết áp nó sẽ tự nó cải thiện mấy anh chị, nhưng mà huyết áp nó nếu mà nó cao quá nó có thể gây ra những cái biến chứng của tăng huyết áp, đặc biệt là các cái biến chứng đột quỵ ha. Biến chứng đột quỵ thì nó sẽ rất nguy hiểm cho người bệnh, thành thử là mình phải kết hợp mình kiểm soát huyết áp lúc đó luôn cho bệnh nhân. Rồi nếu có lipid rối loạn lipid máu thì mình sẽ sử dụng cái phác đồ điều trị cái rối loạn lipid máu ha. Rồi thực tế thì cái rối loạn lipid máu này mấy anh chị nó không có quá nặng nha, thì thành thử là mình không cần điều trị gì hết nha. Thường là mình sẽ không cần điều trị mấy anh chị, mà khi mà mình điều trị cái hội chứng thận hư thì hội chứng thận hư nó cải thiện thì cái lipid máu này nó cũng tự cải thiện luôn. Rồi nếu có biến chứng thì mình sẽ đi điều trị biến chứng ha, biến chứng ha. Rồi vậy thì kết luận lại cái hội chứng thận hư này nó là một cái bệnh mà thường gặp do cái bệnh cầu thận đó mấy anh chị. Vậy thì đối với những cái khoa nội thận đó mấy chị, những cái khoa nội thận á thì mình cũng sẽ gặp nhiều cái bệnh nhân họ bị cái hội chứng thận hư này ha. Rồi cái điều trị chủ yếu của cái hội chứng thận hư này nó sẽ dựa vào cái chẩn đoán nha. Nếu có nguyên nhân thứ phát thì mình sẽ điều trị cái nguyên nhân đó ha. Nếu là nguyên nhân là nguyên phát thì mình sẽ dựa vào các cái sang thương để mình có những cái phác đồ điều trị phù hợp. Và mình đối với người hội chứng thận hư thì nó có thể tái phát mấy anh chị, nó có thể tái phát, hoặc là người bệnh họ họ hết cái đợt bệnh này họ hết rồi á, các cái triệu chứng nó thoái lui rồi, hết phù rồi ha. Hết tràn dịch rồi thì đôi khi là trong cái xét nghiệm nước tiểu của họ họ có thể vẫn còn tiểu đạm, thì lúc đó mình sẽ có cái chế độ theo dõi cho họ ha. Chế độ theo dõi cái nước tiểu cho họ cũng như các cái triệu chứng cho họ để mình coi từ khi nào cái bệnh đã hết hẳn nha. Rồi vừa rồi mình đã trình bày cho mấy anh chị cái bài hội chứng thận hư, thì mấy anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ có cô ơi, cô ơi, trong cận lâm sàng mà chẩn đoán hội chứng thận hư á cô, suy thận á cô, thì em thấy thường có xài cái creatinine á, mà em chưa hiểu là định lượng cái creatinine để chẩn đoán là bệnh suy thận á cô, thì em chưa rành lấy cho em xin thêm thông tin, tại nãy giờ em chỉ nghe nói là định lượng cái albumin và các thứ thôi à, lipid rồi các thứ, mà chưa thấy cái creatinine đó cô, cái cơ chế để chẩn đoán bằng creatinine. Trả lời câu hỏi của anh ha, thì ở trong cái slide hồi nãy mấy anh chị coi ở trong cái cận lâm sàng á, thì nó có một cái là chức năng thận, thì chức năng thận á, nó sẽ nằm trong cái xét nghiệm máu nha. Thì khi mà người ta dự đoán cái chức năng thận á, thực ra mấy anh chị cái xét nghiệm chức năng thận chỉ là cái dự đoán thôi nha, chứ nó không phải là chính xác 100% ha, nó là dự đoán, tuy nhiên nó tương đối chính xác nha. Vậy thì khi người ta dự đoán cái chức năng thận này á, người ta sẽ dựa vào cái lượng creatinine trong máu nha, trong máu nha mấy anh chị. Thì tại sao là vậy ha? Cái creatinine này nè mấy anh chị, thì nó được được tạo ra trong quá trình mà nó dị hóa các protein ha, trong quá trình dị hóa các protein. Vậy thì khi nó được tạo ra thì nó sẽ lưu lưu thông trong máu và nó được thải ra ở thận, nó sẽ qua các cái màng lọc và nó được thải ra theo nước tiểu nó đi ra ngoài ha. Vậy thì cái creatinine này nó được lọc qua màng thận và nó không được hấp thu mấy anh chị, nó đi qua các ống thận nó không được hấp thu luôn, có nghĩa nó lọc ra bao nhiêu thì nó sẽ đi ra nước tiểu hết nha. Thì nếu mà cơ thể một người bình thường á mấy anh chị thì nó sẽ có một cái lượng creatinine ổn định, là tại vì qua cái quá trình dị hóa các protein á thì những cái creatinine này nó sẽ thải ra nước tiểu hết ha, nó chỉ giữ lại một cái lượng ổn định ở trong máu thôi nha. Và ngoài ra thì nó vừa được lọc qua các cái màng lọc nó đi ra theo nước tiểu rồi, thì ở các cái ống thận á nó không tái hấp thu lại creatinine nhưng mà nó còn nó tiết thêm creatinine ra ha. Vậy thì mấy chị thấy là creatinine trong máu á nó chỉ được thải ra thôi chứ nó không được tái hấp thu nha. Vậy thì nó sẽ giữ một cái lượng ổn định ở trong máu. Vậy thì khi mà các cái chức năng thận nó suy giảm rồi thì cái creatinine này nó có thể không được lọc ra. À, nó giảm cái lượng creatinine được lọc qua thận á, nó giảm cái lượng mà thải ra nước tiểu á, và nó cũng giảm cái lượng creatinine mà bị được tiết ra ở các cái ống thận á. Thì ở đây người ta sẽ khảo sát được cái người ta sẽ khảo sát cái creatinine trong máu để người ta coi thử các creatinine nó có tăng hay không. Nếu mà nó tăng có nghĩa là do nó không được thải ra nha, là có nghĩa là nó không được thải ra thì nó là do thận ha, tại vì creatinine nó chỉ được thải qua ở thận thôi. Thì nó giờ nó không được thải ra có nghĩa là do chức năng thận nó suy giảm, chức năng lọc nước tiểu nó suy giảm.
Thì ở đây có thể là suy giảm ở cái màng lọc, cũng có thể là suy giảm do tổn thương các cái ống thận ha. Nó đều gây ra cái cơ chế là giảm giảm bài bài tiết các cái creatinine này. Thì trong cái xét nghiệm creatinine máu để người ta dự đoán cái chức năng thận á mấy anh chị, thì nó cũng có một số cái yếu tố gây nhiễu ha. Thì như nãy mình có nói mấy anh chị á, là creatinine này nó được tạo ra trong quá trình dị hóa các protein. Vậy thì khi nào mà cái người bệnh á họ bị tăng cái dị hóa protein mà cái chức năng họ cũng vẫn cái chức năng thận vẫn bình thường nha mấy anh chị, thì khi tăng ở mức độ vừa vừa á thì nó vẫn được thải qua thận ha. Tuy nhiên nếu mà cái hiện tượng dị hóa protein nó tăng nhiều á thì nó sẽ không thải ra hết qua thận, thì lúc này nó sẽ làm tăng cái nồng độ creatinine trong máu lên, thì nó có thể là làm cho mình chẩn đoán sai nha, có thể là làm cho mình dự đoán cái chức năng thận nó bị sai ha. Thì khi mà mình dựa vào cái creatinine máu để mình dự đoán cái chức năng thận, thì trong cái xét nghiệm á mấy anh chị thì người ta sẽ đưa ra là cái creatinine máu là bao nhiêu, và người ta cái máy móc người ta sẽ tính ra được cái GFA á ha, cái GFA là người ta là cái chức năng thận dự đoán á mấy anh chị ha. Thì nó sẽ làm cho cái chức năng thận này nó thay đổi, nó bị ảnh hưởng ha. Thì khi mà mình chẩn đoán, mình dựa vào cái xét nghiệm đó để mình coi thử là có suy chức năng thận hay không á, thì mình phải đi loại trừ những cái nguyên nhân mà làm tăng dị hóa protein trước nha. Nghĩa là loại trừ những cái nguyên nhân gây nhiễu trước đã ha. Thì đó là cái cơ chế. Cái tài liệu PDF thì lát nữa sau buổi học mình sẽ update lên trên cái drive nha mấy anh chị. Được, mấy anh chị còn câu hỏi nữa không ạ? Cô ơi, cho em xin slide dạng file PDF đi ạ. Sau buổi học thì mình sẽ có tài liệu ở trên drive nha mấy anh chị.